là trong lành quá. Ôi à. 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 Chị, chị. Chị vậy? Chị làm gì tự nhiên chị lại chị lục soát người tôi rồi chị đi vòng vòng vậy? Tôi đang đi tìm. Tìm cái gì trong người con vậy? Tìm tiền. Tiền gì chị? Hồi nãy giờ em đâu có lấy tiền gì của chị đâu. Không có, tiền của tôi bị mất. À, chị bị mất tiền hả? Ừ. Chị ơi em nói nghe nè, hồi nãy giờ em thấy chị tìm vất vả lắm, chắc là tiền lớn lắm hả chị? Đúng rồi, tôi mất 2.000. 2.000 đô. Wow, tiền lớn quá, em sẽ tìm giúp chị. Không, 2.000 đồng. Đứng yên một chỗ đừng nhúc nhích, lát chị cho 10.000. Ừ. Đồng rối mà có 2.000 đồng vậy? Có, tôi tánh tôi ngộ lắm, tiền của tôi là tôi xài thôi. Bây giờ chị có cho 10.000, 100.000 gì là không phải cái sức mồ hôi lao động của tôi là tôi không có lấy. Tôi phải xài cái tiền của tôi, bởi vậy tôi tiếp tục tôi đi tìm nè. Em thích cái tính của chị, em sẽ tìm giúp chị. Đó, bây giờ là cái tiền này chị mất hồi nào nè, lâu chưa? Mất cách đây 1 tháng. Mấy tháng rồi mà bây giờ còn đi kiếm hả? Bỏ đi. Nói 1 tháng là tôi nói gần á, thật ra là tôi mất cả năm luôn rồi đó. Ồ, nặng dữ. Chị ơi, không ấy mình đứng xa nhau ra đi chị. Sao vậy? Tại vì cái bệnh vô duyên nó dễ lây mà nó khó trị lắm. Hân Hạnh nay biết cô gái tóc vàng. Ồ, dạ, ok, Hân Hạnh được gặp chị. Chị. Dạ. Xin giới thiệu chị, tôi là Dân ở đây. Còn chị ở đâu vậy? Chị nhìn thì chị có thể đoán được em ở đâu không? Chắc chị ở thị xã lên phải không? Không, làm sao mà như vậy mình là thị xã lên được? Chị hãy đoán thử đi. Biết rồi, chị ở Sài Gòn xuống phải không? Không, Sài Gòn lại càng không phải. Không phải là Sài Gòn, không thể nào phong cách này mà Sài Gòn được. Tôi nhìn cái điệu bộ này cái kiểu này là tôi biết rồi. Kỳ này tôi khẳng định chị ở đâu luôn rồi. Ở đâu nè? Chị ở Trển xuống vô. Chính xác. Em ở Trển mới xuống. Là mấy người ở Trển xuống á, là thường mấy người là đi trên mây đó. Mấy người người ta gọi là bất bình thường đó trời. Em ở Trển là em ở trên máy bay vừa mới xuống đây. Vậy hả? Chị muốn hiểu sao chị hiểu, nhưng mà nói chung là em là ở bên Mỹ về. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm nha. Ủa, chị là người làng này hả? Đúng rồi, tôi ở làng này nè. Còn chị ở đâu? Em ở bên Mỹ, em nói rồi. Nhưng mà em về đây rồi, em ở đâu? Nhà chồng em ở bên làng bên kia kìa. Coi như cũng làng xã với nhau. Tôi á là tôi ở đất bồi nè. Còn chị là bên làng kia là ở bên đất lở. Đất lở là trời ơi, tao nói người dân bên nó giàu quá trời quá đất luôn. Chị là bên đất lở là giàu hả? Đúng rồi. Đúng rồi, giàu. Giàu nhưng mà không có chung thủy. Giàu mà phản bội, giàu mà lừa dối. Ủa chị, em đang bực mình mà sao chị cười vậy chị? Ủa bởi vì mà cười vậy? Đâu có, tôi đang buồn đó chứ. Chị nhìn mặt tôi buồn không? Buồn. Tôi buồn nhưng mà lòng tôi vẫn cười. Nên người ta thường gọi tôi là con mẹ buồn cười. Trời ơi, chị thất tình đúng không? Tôi biết. Tâm trạng này tôi bị hoài nên tôi hiểu dữ lắm. Nhưng mà chị đừng có lo. Cuộc sống này nè, chị phải tự tin lên. Chị là một Việt Kiều đúng không? Chị có tiền, chị đẹp đúng không? Chồng chị nó bỏ chị đi lấy con khác, chị mạnh dạn chị đi lấy chồng của con khác, chị đem về nhà. Nãy giờ là chị hiểu lầm rồi. Thật ra là chồng em đó là ảnh tốt lắm. Ảnh không có phản bội em gì hết. Chẳng qua là tại vì em suy nghĩ vẩn vơ vậy thôi. Trời ơi, nãy giờ ông nói là tôi vô cái cuồng máy, tôi giống như một người điên vậy. Tôi đau khổ, tôi khóc, tôi buồn giùm cô. Biết tôi điên luôn á. Nhưng mà chị, em hỏi chị nghe nè. Mình phụ nữ với nhau đúng không? Ừ. Em nghe người ta nói cái câu là tình cũ không rủ cũng tới. Chị thấy đúng không chị? Thế nào cũng có thôi à. La Visa. Ủa cái gì vậy? Ai kêu ai vậy? La Visa. Ủa ai kêu ai vậy? Em ở đây nè. La Visa. Alo. La Visa.
xuồng nó chồng chành quá, làm cái giọng anh rung luôn. À, trời ơi, chờ anh chút xíu, chờ anh chút xíu. Ổn quá mà. Hey. Em Adu Lavisa. Trời ơi, Adu đi đâu vậy? Em đi đâu mà để anh cứ tìm em mãi. Trời ơi, tiếng ghét quá. Vậy là nãy giờ đều đi kiếm em á hả? Chứ sao nữa. Trời ơi, rồi thí dụ bây giờ mà anh đi kiếm em mãi mà không thấy em thì sao? Nếu như mà kiếm mãi vẫn không thấy em, thì anh sẽ đi kiếm em mãi mãi. Mà nói nghe nè, em đi đâu vậy? Làm ba má nãy giờ kêu anh đi kiếm em quá trời. Ở nhà đang nấu đại tiệc, em nói phụ má mà em đi đâu vậy? Ô, em quên, hồi nãy giờ em đi vòng vòng chơi, em có quen một chị bạn rất là dễ thương. Trời ơi em ơi, anh đã dặn em rồi. Em về đây là lạ nước lạ cái, em không có nói chuyện quen với người ở đây. Em nói chuyện lỡ nhiều khi là em làm ta buồn rồi sao? Không có đâu, hồi nãy giờ em với chị này là nói chuyện hai đứa hợp nhau lắm. Ồ. Để em giới thiệu cái chị này cho, hồi nãy giờ hai đứa nói chuyện với nhau thân ơi là thân luôn mà. Vậy chị hả? Dễ thương lắm. Em giới thiệu với chị. Đó, 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 đây, đây, giới thiệu với anh. Cái chị này là cái... Chị tên... Chị gì nãy giờ nói chuyện mà quên quên hỏi tên, chị tên gì chị? Ồ, hiểu luôn. Hai chị em thân nhau lắm à, không biết tên luôn. Ở tên gì vậy? Chị có duyên quá ha. Nói chuyện với tôi thân mà không biết tên tôi. Đúng rồi, làm sao mà chị biết được tên tôi? Nhưng mà cái người cạnh chị đó, là chồng chị đó, sẽ biết tên tôi rất là rõ. Sao? Anh không nhớ tôi hả? Tôi là bạn gái cũ anh nè. Ngày xưa yêu tôi quá trời yêu luôn à. Rồi các anh á, anh phủ vàng với tôi, anh bỏ đi qua Mỹ, anh lấy nhỏ tóc vàng này. Rồi ngày nay anh về đây, anh biết tôi ở đây nè, mà anh ngó lơ tôi, anh không thèm dòm mặt tôi, anh phủ vàng với tôi. Anh chính là người yêu cũ của tôi đó. Thì ra đây là người yêu cũ của anh đúng không? Hèn chi, những cái gì mà tôi nghi ngờ anh không hề sai. Bây giờ ba mặt một lời rồi đó. Anh có gì để giải thích với tôi không anh? Nói thử coi, giải thích đi, ai đi. Anh cứng họng rồi chứ gì. Giỡn chơi chút xíu mà hết hồn. Giới thiệu với chị, tôi là chị gái của nó. Hết hồn chưa? Nãy tôi giỡn chơi thôi, đây em tôi. Ủa, trời đất ơi. Chị, giỡn em gất, gất đi ra ngoài à. Gất đi ra ngoài đúng không? Ủa chị họ, sao lúc đám cưới em không có thấy chị vậy? Sao anh không mời chị, anh kỳ quá. Ê mày, mày kỳ mày. Muốn đám cưới mày tao dặn rồi, tao nói là tao không có đi được. Mày không báo cho vợ mày, giận vợ mày trách tao mày thấy không? Ờ. Đám cưới có người chị dễ thương vậy mà không mời. Ơi kỳ. Thôi em xin lỗi chị, ảnh hư lắm. Đúng rồi, quá hư luôn. Không mấy vậy nè, bây giờ thí dụ mà đám cưới em mà không có mặt chị thôi, bây giờ mình xí xóa qua đi ha. Rồi lát nữa bên nhà em là ba má em có mở tiệc lớn lắm. Đó, mừng vợ chồng em về, cho nên là lát hồi đó chị chạy qua bển chị chơi với em nha. Mà nói nghe nè, có bạn trai chưa? Mà thôi khỏi nói luôn đi, nhìn cái mặt mà vô duyên quá, ai yêu bà đúng không? Cho nên là lát nữa đó cứ qua nhà em đi, em sẽ giới thiệu bạn em Việt Kiều. Mà cái thằng đó là nó vô duyên hơn chị đó, thằng đó là nó kết hợp với chị là một đôi luôn đó. Vô một cặp luôn, vô đó một cặp luôn, lập thành luôn đó, đó không đó. Em chỉ là hai đứa hợp với nhau lắm, cho nên bây giờ để em chạy về em phụ má chồng em xíu, lát hồi chị về chị chơi với em nghe không? Nhớ qua nha. Nhớ nha, trụ thương lắm em. Thôi em đi trước nha chị, nhớ qua không? Nhớ nha anh đi về, đi về. Em là bị say sóng không có đi xuồng được. Thôi mình ráng mình chạy đường vào vòng đi nha. Dạ dạ em. Đi, 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 đi. Ôi dạ, 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 dạ. Đi về đi. Về đi, về luôn đi. Tôi có rảnh tôi cũng ở không, tôi qua đâu. Anh nhớ em lắm. Anh qua đây làm cái gì nữa?
lấy vợ rồi thì về với vợ đi. Anh có thể anh để tôi đứng trước mặt ta tôi phải diễn kịch gì? Tôi đau tim lắm anh biết không? Về mà lo cho má đi kìa. Anh cứ đi biền biệt rồi má anh ở nhà bệnh hoạn không ai lo hết trơn. Tôi cứ phải chạy qua đó tôi lo cho má anh hoài. Mà lo riết rồi hàng xóm người ta nhìn người ta dị nghị. Người ta nghĩ tôi còn yêu anh. Tôi ngại tôi đâu dám qua nữa. Mà công nhận anh hạnh phúc thiệt á ha. Lấy vợ đi Mỹ, làm đám cưới rần. Đám cưới lớn cô dâu đẹp thiệt là đẹp. Anh về đi. Đừng có bận tâm với tôi làm gì nữa hết á. Tôi bây giờ tôi quên hết trơn rồi, tôi không nhớ gì hết trơn á. Tôi thấy anh tôi khởi cái tâm lên chút xíu vậy thôi chứ giờ tôi không nhớ gì nữa hết á. Tôi quên hết rồi. Tôi cũng quên hết rồi. Tôi quên hết rồi. Tôi quên hết là con đường làng ngày xưa. Tôi quên hết những chiều mà hẹn hò trên bờ đê. Tôi quên hết những chiều mưa tôi dắt em trên xe đạp chạy về. Tôi quên hết cái con sông quê ngày nào rồi. Tôi không có giữ cái gì trong đầu tôi hết á. Không muốn giữ cái gì. Tôi chỉ có giữ một thứ thôi. Tôi chỉ giữ một thứ thôi. Tờ 2000 xếp hình trái tim của chữ ký của tôi với em. Hai đứa đã hẹn thề với nhau sẽ giữ nó nè. Em có còn giữ nó không? Tôi quên hết rồi. Đi về đi. 2000 này tôi cũng có đó. Tôi quăng lâu rồi. Em quăng cho em còn đi kiếm. Tôi kiếm tại tâm đức lâu lâu nhớ đi kiếm cho ai mà muốn đâu. Giờ về đây rồi cái gì cũng không nhớ. Tự nhiên là đưa trái tim 2000. Ai mà chịu cho nổi rồi trời ơi là sao. Lên ghe đi về liền cho tôi. Đi lên về liền. Lên liền, về liền cho tôi. Đi lên đi. Yeah. Anh biết không, anh có phước lắm. Anh có một cô vợ rất là dễ thương, rất là yêu anh. Anh đi về đi. Nga. Nga. Ha 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 ha.